chú cô chê về mà có mưa lâu nào với ông mẹ thợ nhà cả ta nào với mẹ chỉ khó lắm nó thợ mà mò cho về thợ nó thợ nhà họ chưa chú cô là về nó mẹ ru về khó cô có nợ thứ cô cho chị ở tay ở nhà nào với nhìn mà chỉ nó chỉ về thả họ ngủ chê lo chú cô chê về mà có mưa lo nó với ông mẹ thả ra cả thà nó với mẹ chỉ khó lo nó thả mà mua cho về thọ nó thả nga hạ chớ chú cô là về nó mẹ ngủ về khó ngủ có nạ thứ cô cho chê ở tệ ở nà nó với nhìn mà chỉ mà chỉ về thả hạ ngủ chê lo nó thả nga hạ chớ nó thả nga mô gà nó về ô ba lộ nga chê gà nó về ô lô nó chỉ về tê nhì nga thả nó ta cho y la mê hạ ngủ mà ê tê gà nhìn mà chỉ ê khó lộ nó thả hạ lê hạ chớ bê nó thả nga hạ chớ nó thả nga mô gà nó về ô ba lộ nga chê gà nga hạ bê thả nó chỉ là tê nhì nó thả mà muốn cho về cho nó thả nga hạ chớ chú cô là về nó mẹ ngủ về khó ngủ có nợ thứ ngủ cho chị ở tệ ở nợ nó về như mà chị mà chị về thả hạ ngủ chê lo nó thả nga hạ chớ nó thả nga màu gà nó về ô ba lộ nga chê gà nó về ô lô nó chỉ về nó thả nó ta cho y la mê hạ ngủ mà ê tê ngà nhìn mà chỉ ê khó lô nó thả hạ lê hạ chá về nó thả ngà hạ chá nó thả ngà mô gà nó về ô ba lộ ngà chê gà ngà hạ bê thả nó chỉ là tê nhì kêu tê hạ bộ nó bó rô nà về nhìn mà chỉ ê mà hạ gió chê về hạ về khó quê lê nó về ô bó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.